bán nước ép các bạn nó cũng không ăn, không mua luôn, không mua luôn, không. Càng xuất đi càng sớm càng tốt để mà cho nó dưỡng cây, dưỡng những cái cây như thế này vào vụ sau ha. Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ và em Phong Bụi đang có mặt tại thủ phủ của trái thanh long, đó là thị trấn Tầm Du, huyện Châu Thành của tỉnh Long An. Trước đây thì người dân ở huyện Châu Thành này khấm khá lên xuất khẩu những trái thanh long như thế này. Nhưng trong 2 năm gần đây, vì tình hình dịch bệnh và Trung Quốc siết chặt nhập khẩu trái thanh long, nên hiện nay các nông dân, nhà vườn ở đây đang rơi vào cảnh điêu đứng. Và để hiểu rõ thêm về điều đó thì Bùi Hồ và em Phong Bụi mời cô bác quý anh chị xem tình cảnh nông dân hiện nay khi mà Trung Quốc siết chặt nhập khẩu hàng hóa này nha. Đây là cái thành hai những cái quả thanh long, đây là biểu trưng của thị trấn Tầm Du, huyện Châu Thành của tỉnh Long An. Sáng hôm nay Phong Bụi cùng anh Bùi Hồ đang có mặt tại xã Phước Tân Hưng thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Và huyện Châu Thành những ngày qua đang rơi vào cái tình cảnh đó là những cái trái thanh long như thế này gần như là phải đổ bỏ ở vườn. Và trong ngày hôm nay, nếu như mà mọi người xem cái đoạn clip này mà không thu mua thanh long của anh Ân á, là chủ vườn á, thì chắc là anh phải chấp nhận câu chuyện đó là chặt bỏ những cái quả thanh long liệu như vườn. Đây là những cái quả thanh long ruột đỏ này, được xuất khẩu sang Trung Quốc, nhưng mà do tình hình đóng khẩu cho nên là những quả thanh long này đã không thể nào bán được. Thanh long của mình hiện giờ tình hình là vượt quá bao nhiêu ngày thu hoạch rồi anh Năng? Quá 7 ngày rồi. Quá 7 ngày rồi. Nãy giờ thì anh em mình cũng đã có chia sẻ rất là nhiều và mọi người đều chung một cái cảm nhận, đó là giá thanh long thì bây giờ mua giá nào cũng được hết à. Thì hồi nãy mình hỏi anh là bây giờ anh bán được cho bà con người nào ủng hộ là khoảng bao nhiêu thì anh gần như là không quan tâm nữa. Vậy thì cái giá nào mà đủ để anh bù lỗ lại cái tiền nhân công? Cái giá thì cao, chứ còn giờ vô thời điểm này thì bán lại thì chỉ được nhiều hay nhiều thôi chứ. Anh em mình lui lui lại đứng trong mát cho dễ cho chuyện ha. Anh qua đây nè, anh mát mát chứ. Anh Hồ thấy quả thanh long đã không? Và hiện giờ thì tổng cộng vườn nhà mình làm bao nhiêu? Diện tích bao nhiêu ạ? Mẫu. Một mẫu. Một mẫu vậy là 10 công. Tổng cộng 10 công như vậy thì thu hoạch đợt này thì bao nhiêu tấn? Khoảng 12 tới 13 tấn. Còn hiện giờ thì mình còn bao nhiêu tấn nữa là vẫn chưa có được thu hoạch à? Khoảng một chục. Khoảng một chục. Anh Hồ hồi nãy em nghe anh Năng có chia sẻ là anh nói rằng là nếu như mà ngày hôm nay không có người mua thì anh sẽ chặt bỏ ở dưới gốc và bán với giá là 2.000 đồng. Vừa đủ cái tiền nhân công để hái từ vườn lên trên lộ để bán, gần như là không có lời. Nhưng mà anh vẫn muốn được bán với giá 2.000, tại vì anh thấy rằng đây là cái thành quả của anh suốt mấy tháng chăm bỏng và vứt bỏ những cái thành quả của mình, cảm giác thấy nó buồn lắm, nó xót lắm, xót lắm. Cái việc mà anh thuê người chặt bỏ và cái việc anh bán thì nó cũng đâu có lời gì đâu mà anh lại mong muốn bán anh à. Theo như vậy mình thấy bỏ thì cũng thấy tiếc ổn vậy, chứ còn chắc lên thì bán đó cũng được công trả công đó đủ đó à. Mình có đi hỏi rất là nhiều thương lái chưa? Và họ ra giá như thế nào ạ? Đó giờ mấy kho đóng cửa đâu có mua. Là gần như là không mua. Sao mình không tính một cái phương án đó là mình chở này lên ở cái điểm đó mình bán? Mình đâu có phương tiện để đi. Không có phương tiện. Năm nay thì nhắm là nhà mình lỗ hết bao nhiêu? Mà lỗ cũng cả trăm ngoài. Hơn trăm ngoài. Chia sẻ với mọi người á là hiện giờ thì anh ăn còn khoảng 8 tấn ha. 8 tấn thanh long thì mỗi tấn như vậy á là 2 triệu đồng. Nếu có bác anh chị nào mua hỗ trợ cho anh á, thì có thể mua vài tấn. Anh có thể chia sẻ cái số điện thoại của mình không? Số điện thoại 0352717394. Cái này mà bán nước thì bao nhiêu một ký à? Bán nước ép các bạn nó cũng không ăn, không mua luôn. Không mua luôn. Không mua. Mình tham quan cái vườn anh một xíu anh Hồ. Đi anh ơi. Anh em mình vô trong luôn ha. Rồi. Dạ. Này những cái này là cái này nó muốn héo không? Cái cuốn nó héo luôn rồi.
Nếu như mà cái việc chặt bỏ với lại cái việc mà mướn nhân công làm để bán đi cho các những người mà muốn mua thì nó bằng nhau thôi, nhưng mà anh thấy nó sót hơn không? Như cái trái này là bị gì anh? Cái nó bị chim ăn á. Chim ăn. Chim ăn. Cũng chia sẻ với mọi người cho được được lòng mất lòng trước thì được lòng sau. Hiện giờ vườn của anh á đã quá cái thời hạn thu hoạch lâu rồi. Nếu mà cô bác nào mua thì phải chấp nhận câu chuyện là sẽ phải hư hỏng đôi ba phần. Thì những cái trái bây giờ không phải như những cái thanh long màu xanh còn xanh tươi như hồi xưa nữa, mà bây giờ những cái quả này đã chín rục rồi, khi vận chuyển lên chắc chắn nó sẽ bị hư. Cho nên là cô bác anh chị nếu mà có mua cũng thông cảm đôi ba phần nha. Như là hôm giờ anh em mình gặp rất là nhiều nhà nông anh Hồ, thì nói về giá, nói về cái tình nghịch cảnh ai cũng không quan tâm nữa hết à. Bây giờ như là trường hợp của anh Ân á, thì chỉ quan tâm một cái vấn đề duy nhất, đó là làm sao để mà những cái trái thanh long này được bán đi, hoặc là giải quyết càng sớm càng tốt. Tại vì nếu như mà chặt bỏ thì nó sẽ uổng cái công phước sức của mình đã cần mẫn mấy tháng nay. Còn nếu như bán đi 2.000 thì nó bù vô cái công, để bù đắp cho cái công nhân để mà thu hoạch hơn đâu. Nhìn có những cái trái anh thấy anh đổ dưới gốc kìa anh Hồ. Thật ra thì anh Ân hiện nay cái tâm trạng mà khi mà lơ ghi hình như thế này á, thì anh Ân cũng rất là bồi hồi, buồn, thậm chí là không có mạnh dạn nói chuyện luôn ha anh Ân. Vợ anh thì sao? Vợ anh hôm nay tâm lý như thế nào rồi? Thì bán không được thì cũng rầu vậy thôi. Cái muốn ra ngồi vườn không? Vậy là đây là số điện thoại của vườn hả? Anh cứ nghe đi, anh cứ nghe đi. Anh cứ nghe đi anh. Hello. Thầy bây giờ có đám nào mà có người đọc khẩu không? Cú em thấy còn đồng mạng nó tốt kìa. Dân... Hello. Ờ không. Mười mấy xe á. Để anh Tâm chắc đi lát nữa chở. Cái cuộc gọi vừa rồi là như thế nào vậy anh? Thương lái hả? Không có, bà xã. À, vợ anh mới bán được mười mấy xé hả? Không có, của thằng em chở xé là đi bán giùm cho nó ở kho của nó, đăng kho. Cái việc mình mà, làm công. Dạ, cái việc mà anh chặt bỏ như thế này nè, anh cũng phải tốn thêm công nhân chặt đúng không anh? Đúng rồi. Cũng mỗi một giờ là 35.000. Thì đã lỗ thì lại càng lỗ thêm nữa hả? Ừ. Nếu như mình bán thì mình gỡ lại được cái tiền mà trước trái này xuống. Còn mà mình bỏ đi thì mình lại tốn thêm mỗi giờ. Thêm. Có ai nghĩ rằng thì những cái quả thanh long như thế này, đến cái thời điểm này nó vẫn treo trái như thế này và không được xuất đi. Cái mong muốn của anh là những cái trái này càng xuất đi càng sớm càng tốt, để mà cho nó dưỡng cây, dưỡng những cái cây như thế này vào vụ sau ha. Ừ. Thanh long của mình thì chăm điện nhiều tiền không anh? Nhiều. Nhìn cây anh triệu quả luôn hả anh Hồ? Ừ. Trái nó vẫn còn xanh, trái nó vẫn đã chết luôn cả vườn luôn nè. Nếu như mà nhìn kỹ thì những cái cây thanh long nó đẹp như mái tóc của thiếu nữ á. Thật ra thì chia sẻ với mọi người á, thì cái việc mà với cái anh lời lỗ bây giờ nó không còn quan trọng nữa. Quan trọng nhất bây giờ là đưa trái đi khỏi cây. Thậm chí là đến nỗi mà nếu như mà chắc có lẽ là một cái nơi nào mà làm từ thiện mà tự đến đây tự hái tự chặt đi thì anh cũng có thể mừng luôn anh. Yeah. Tự hái luôn. Có cho vô tự hái chứ tự chặt đi tự chặt đi luôn. Là anh khỏi cần đúng không chặt. Nhưng ở đây thì cái đó giờ là có trường hợp nào từ Sài Gòn xuống tự hái thanh long không? Đó ở đây thì không thấy, chứ mấy lần trước hôm đó hàng mùa thì cũng hàng mùa thì chi phí nó lỗ hết thì bỏ công nhà nó cắt cũng cho từ thiện luôn. Tại đèn này đầu tư nặng vốn quá, giờ hết ra công cắt nữa thì tốn tiền nữa, lỗ nữa. Thôi bây giờ như này, qua clip này cũng hy vọng rằng là cô bác anh chị nào muốn mua ủng hộ tiếp giùm cho anh thì có thể mua anh liên hệ sớm anh số điện thoại. Hoặc có bác anh chị nào mà có nhu cầu ăn thanh long có thể đến tận vườn hái cũng được. Hoặc là những cái nơi từ thiện nào đó thì có thể đến tận vườn sức công ra hái
đem về và hỗ trợ anh được một phần nào hay phần đó anh ơi. Dạ, ở anh có thể chia sẻ cho tụi em có địa chỉ cũng như là số điện thoại để cho mọi người có thể biết được không ạ? Địa chỉ số điện thoại cho số điện thoại đó. Anh đọc lại, anh đọc lại đi. 0352717394. Mình ở địa chỉ nào ạ? À? Ở xã Phước Tân Hưng. Huyện Châu Thành. Huyện Châu Thành. Tỉnh Long An. Và hôm nay thì mấy anh em có ghé vào một cái vườn mà chỉ còn đếm thời gian rồi thôi. Và giờ 24 tiếng đồng hồ nữa nếu mà không thu hoạch ấy, thì những cái quả thanh long này sẽ phải chặt bỏ dưới gốc. Khá là phí phạm, nhưng mà người nông dân không còn cách nào khác hết à. Và chắc có lẽ đoạn clip này hy vọng là được lan tỏa để có bác anh chị biết đến nhiều hơn, biết câu chuyện của anh Năng. Và hy vọng rằng những quả thanh long này được tiếp cận đến tay người dùng, đặc biệt là các cái bếp ăn từ thiện hoặc là các cái bệnh viện. Thì anh em cũng muốn truyền đạt cái thông tin này đến cho cô bác anh chị được rõ hơn anh Hồ. Chắc anh nói lời tạm biệt ha. Và anh Ân là một trong những nhà vườn đang gặp phải trong cái tình cảnh hiện nay, thì coi như là chịu lỗ tất cả hoàn toàn rồi. Những cái bếp ăn từ thiện như em Phong nói đó, thì có nhu cầu thì có thể lại theo cái địa chỉ của anh Ân đọc cũng như là số điện thoại của anh. Và hai anh em sẽ mời cô bác anh chị cũng như là mọi người cùng theo hai anh em để đi đến một nhà vườn mà ở nơi đó người dân đang chặt bỏ đi những cái trái thanh long của chính khu vườn mình. Thôi chào tạm biệt cô bác anh chị ha.